nay mình giới thiệu với các bạn mà cách làm ướp bột nhé, đơn giản và mình không tốn nhiều thời gian mà để cho lúc nào mình tiện dùng cho các mùa. Nhưng mùa này thì là ớt đang nhiều mà rẻ, chúng ta nguyên liệu của mình gồm nửa cân ớt tươi này, mình sẽ đem đi phơi hay để cho nó được lắng rồi mình rang qua để mình xay thành ớt bột. Khi bạn đã phơi khô như thế này rồi là bạn bây giờ các bạn chỉ cần đi bỏ hết những cái cuộn này đi thôi, là mình dùng để xay để làm ướp bột luôn. Các bạn muốn cho nó kỹ thì mình rang qua nó lên thì là ớt sẽ để được lâu hơn. Khi mình rang như thế này rồi nên màu ớt nó không được sáng nữa. Các bạn cứ nhặt như thế này cho đến lúc hết cuống thì thôi, vì hạt mình không cần phải bỏ đâu. Hạt nó khô hết rồi bỏ ra rất khó nên là mình cứ xay cả hạt thôi. Khi các bạn bỏ hết cuống ra rồi, bây giờ mình cho ớt vào máy để mình xay nhé. Khi ớt nhỏ mịn như thế này rồi, các bạn cho vào lọ để các bạn cất để các bạn dùng. Bạn dùng dần. Đây là loại ớt chỉ thiên cho nên là rất cay. Nên các bạn nấu gì chỉ cần cho một ít hay là thổi cay rồi. Nếu các bạn muốn làm ớt muối thì mình chỉ cần cho thêm muối nữa là xong. Thế là mình đã xong một mùi ớt rồi đấy. Với nửa cân ớt tươi các bạn có thể làm được một nọ ớt khô, bột ớt như thế này. Chúc các bạn thành công với món ớt đơn giản này nhé.